Rồi, video này Hiếu sẽ trả lời cho một bạn. Anh nói về công ty Gridian. Công ty Gridian ở Hội Nghĩa là một công ty sản xuất của nội thất, nó rất là lớn, rất là kinh khủng các bạn. Tầm đó khoảng năm nó 7.000 người có đó. Tại vì cách đây 2 năm trước thì Hiếu có điều kiện, Hiếu đã tuyển dụng với công ty đó. Công ty đó thì Hiếu chưa có làm, nhưng mà Hiếu cũng biết chung về nó thôi. Và Hiếu sẽ chia sẻ với anh em thế này. Thật sự công ty Gridian đó là một công ty nó rất là lớn. Làm việc nó cũng không có áp lực nhiều đâu các bạn, nó cũng rất là thoải mái. Nhưng mà nó có một cái thế này, mình sẽ nói về cái tốt trước. Khi các bạn làm công ty GRI đó, các bạn sẽ được học nghề. Nên các bạn khi các bạn xin việc ở công ty GRI, các bạn cố gắng xin vào các bộ phận để sau này các bạn được tay nghề, giống như xin phần sơn nè, lắp ráp nè, chà nhám nè, tu bi nè, chạm nè, rồi hàng nè. Có những cái công đoạn mà để sau này chúng ta sẽ có cơ hội mà chúng ta được có cái tay nghề. Nếu như các bạn đi công ty khác, các bạn có thể điều mức lương tốt hơn. Ví dụ như các bạn làm ở GRI đi, lương các bạn bây giờ nó khoảng đâu đó 80 triệu thôi, công ty lương không ok lắm, lương khoảng 80 triệu nhưng mà cuối năm là khoảng nhiều các bạn. Nhưng khi lương 89 triệu xong rồi á, thì mình làm công ty đó xong đúng không, thì mình có thể chuyển qua công ty khác, mình làm giống như công ty đeo á, mình chuyển qua đó mình thi tay nghề, lương cao hơn liền, quá ok. Thì mình dành thời gian làm ở đây, học việc đi cho khác. Rồi, cái mà Hiếu thấy được công ty đó mà nghe rất nhiều người cùng anh em của Hiếu đã làm rồi và kể lại Hiếu á, thì cái nhà vệ sinh là nó không ok, cái nhà vệ sinh thì nó nói chung là nó không tuyệt vời đi về phần nhà vệ sinh. Và phần thứ hai mà cái điều mà Hiếu thấy tận mắt luôn là cái phần cơm. Có một số bạn khi có quen biết không, anh em cơm mà xưởng ăn, có một bạn phải gọi là ra công ty, ra nhà ăn để ăn, thì nó cũng rất là xa, công ty rất là rộng, rất là lớn luôn. Thì về công ty đó thì nếu phòng trọ thì cũng rất là nhiều các bạn, nhưng mà mình nói thẳng luôn là khu vực đó trọ rất là mắc. Trọ đâu đó nó tầm khoảng là bữa mình thuê cho công nhân mình ở là 1.4, 1.5, 1.8 một phòng, trọ rất là mắc nha. Khu Hội Nghĩa trọ rất là mắc. Vậy về công ty Gruy nữa hả? Thì trong Gruy nó cũng có rất nhiều trò chơi, tại vì nó là nơi đông người. Nó có những trò chơi để khiến bạn, nếu mà nhính vào con chơi thì có thể là cuối tháng không còn tiền đâu đấy. Thì mình sẽ không tiện nói cái chơi gì đây ha, mình chỉ nói là thật sự ở đâu thì cũng có đúng có sai, cũng có trắng có đen, nhưng mà nó không đúng không sai đâu cả, nó chỉ là phù hợp với mọi người thôi, mọi người hết thì chơi với thôi, đúng không? Công ty gỗ Gri ở Hội Nghĩa thì video này mình sẽ phân tích sơ qua thôi về công ty này ha. Nếu như anh em nào mà muốn tìm hiểu một vài công ty khác ở Bình Dương á, thì anh em có thể để trong phần bình luận á, Hiếu sẽ trả lời cho các bạn về video đàng hoàng, về phân tích theo những gì Hiếu biết nha. Ở đây là mình sẽ nói cái quan điểm nhận xét theo quan điểm cá nhân và những gì trải nghiệm đã được hỏi một vài người bạn của Hiếu làm đó. Còn đối với Hiếu không có nói khẳng định là đúng sai gì đó nha, chỉ là quan điểm chia sẻ cá nhân về một cái công ty ABCD nào ở Bình Dương và những công ty đó Hiếu cũng có tìm hiểu và Hiếu biết. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Lời cuối cùng thì cũng chúc bà con nhiều sức khỏe, bà con luôn luôn bình an và hạnh phúc. Qua mùa dịch này bà con còn xem được video của em là bà con quá happy rồi, đúng rồi. Vậy tiếp theo là mình sẽ làm cuộc sống tốt đẹp hơn, sứ mệnh mang đến cuộc sống cho bà con trở nên tốt đẹp hơn. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và cũng ngon. Video này Hiếu quay lúc 10:30 ngày 6 tháng 3 năm 2021.